Thưa các bạn, vào năm 2022, Philippines sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sau khi ông Duterte hết nhiệm kỳ theo quy định của hiến pháp. Ông Duterte đã trúng cử tổng thống Philippines từ năm 2016 và sau nhiệm kỳ 6 năm, ông bắt buộc phải kết thúc nhiệm kỳ của mình dù muốn hay không. Mặc dù vậy, có vẻ như ông Duterte vẫn chưa muốn nghỉ hưu khi mới đây ông tuyên bố sẽ ra tranh cử trước phó tổng thống, một quyết định gây sốc cho người dân Philippines và khiến các chuyên gia quốc tế ngỡ ngàng khó hiểu. Vậy việc đó liệu có đúng theo quy định của hiến pháp năm 1987 của Philippines hay không? Và vì sao ông Duterte lại quyết định tranh cử phó tổng thống khi đã 76 tuổi? Mục đích thực sự của việc này là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này nhé. Những người không quen thuộc với chính trị Philippines có thể hỏi, không phải chiến thắng trong nhiệm kỳ tổng thống được cho là mục tiêu cuối cùng của các chính trị gia. Nếu vậy, tại sao tổng thống Philippines người đã đạt được vị trí đáng mơ ước trong chính trị lại tiếp tục tranh cử vào chức vụ thấp hơn. Theo hiến pháp của Philippines, tổng thống chỉ có thể phục vụ trong 6 năm. Những người đang vận động sửa đổi hiến pháp cho rằng quy định như vậy là không hợp lý vì nó được cho là ngăn cản một nhà lãnh đạo giỏi thực hiện một chương trình cải cách trong 6 năm nữa. Họ quên đề cập rằng quy định này được đưa ra do những bài học đau đớn trong lịch sử của Philippines, khi đất nước này dưới thời chính phủ của tổng thống Ferdinand Marcos, một con người đầy quyền lực, độc tài đã cai trị đất nước trong hai thập kỷ. Duterte tuyên bố rằng việc tranh cử phó tổng thống của ông sẽ cung cấp sự cân bằng cho chính trị của đất nước. Ông đã không giải thích chi tiết, mặc dù điều này mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây của người đàn ông 76 tuổi về việc mệt mỏi và muốn kết thúc con đường chính trị. Trái ngược với tuyên bố của ông Duterte, việc ứng cử vị trí phó tổng thống của ông sẽ gây chia rẽ ngoài việc gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp tiềm tàng. Một số chuyên gia nghĩ rằng nó sẽ phá vỡ quy định của hiến pháp để ngăn chặn một tổng thống đương nhiệm tìm kiếm một nhiệm kỳ khác. Còn nhớ năm 2018, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng yêu cầu cảnh sát và quân đội cứ bắn chết ông nếu ông ở lại cầm quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm, nếu tôi kéo dài nhiệm kỳ dù chỉ thêm một ngày, tôi yêu cầu lực lượng vũ trang Philippines và cảnh sát quốc gia Philippines đừng để tôi hay bất kỳ ai động vào hiến pháp, hãy bắn chết tôi ngay trước khi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát được và khi tôi có ý định muốn trở thành một kẻ độc tài. Tuy nhiên những tuyên bố đó không có nghĩa là ông Duterte có ý định rời xa chính trường. Bằng chứng là ông vừa mới tuyên bố ra ứng cử vị trí Phó tổng thống sắp tới. Việc một tổng thống đương nhiệm khao khát trở thành Phó tổng thống thực sự chưa từng có trong lịch sử của Philippines. Nhưng một tổng thống tranh cử cho một vị trí được bầu thấp hơn không phải là không có tiền lệ. Trên thực tế, hai tổng thống trước đây đã làm điều này. Cựu tổng thống Gloria Macapagal Arroyo, người nhậm chức từ năm 2001 đến năm 2010, đã nộp đơn ứng cử với tư cách là đại diện quốc hội tỉnh nhà của bà. Khi bà vẫn là nguyên thủ quốc gia của đất nước vào năm 2009, bà từng là một nhà lập pháp trong ba nhiệm kỳ cho đến năm 2019. Trong khi đó, cựu tổng thống Joseph Achada, người tiền nhiệm trước bà Orozo, nhậm chức từ năm 1998 đến năm 2001, đã tranh cử thành công thị trưởng Manila vào năm 2013 và được tái đắc cử vào năm 2016. Vậy mục đích của việc tranh cử vị trí phó tổng thống của ông Duterte là gì? Tìm hiểu nguyên nhân tranh cử và những vị trí thấp hơn khi đang cầm quyền của hai cựu tổng thống Arozo và Estrada có thể cho chúng ta câu trả lời. Hãy tìm hiểu những gì xảy ra trong những năm cuối cùng cầm quyền của tổng thống Arozo và Estrada. Trong trường hợp của bà Arozo, nhiệm kỳ tổng thống của bà bị thiếu tính hợp pháp sau khi bà bị buộc tội gian lận bầu cử. Các vụ bê bối tham nhũng cũng săn lùng chính quyền của bà quyết định tranh cử vào quốc hội của Arozo được các nhà phê bình coi là động cơ để làm suy yếu những nỗ lực của chính phủ kế nhiệm để theo đuổi trách nhiệm giải trình. Đối với Estrada, những người ủng hộ ông tin rằng nỗ lực của ông để trở thành thị trưởng thủ đô của đất nước là cách ông tìm kiếm sự cứu vãn sự nghiệp chính trị khi ông bị lật đổ khỏi quyền lực vào năm 2001, khi chưa hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống của mình. Rõ ràng, động cơ của Arozo và Estrada đều là vì bản thân mình, mặc dù họ luôn tuyên bố rằng chỉ muốn tiếp tục phục vụ công chúng. Đối với Tổng thống Duterte, hiện ông đang đối mặt với việc bị công tố viên Tòa hình sự quốc tế ICC yêu cầu thẩm phán mở một cuộc điều tra đầy đủ về chiến dịch chống ma túy làm chết hàng ngàn người ở Philippines do ông khởi xướng năm 2016. Tổng thống Duterte là linh hồn của chiến dịch bài trừ ma túy gây tranh cãi ở Philippines. Rất nhiều người bị bỏ dù hoặc bị cảnh sát bán. Trong đó, các ý kiến quan ngại khẳng định đã có nhiều sai phạm trong các vụ nổ súng này. Số liệu của chính quyền Philippines cho thấy có hơn 5.000 người chết từ chiến dịch này, trong khi các tổ chức quyền con người nói con số thực tế là cao hơn nhiều, với trên 12.000 người. Trước đó, luật sư và thân nhân của nhiều người chết trong cuộc chiến ma túy kêu gọi ICC điều tra tội ác chống lại loài người ở Philippines. Philippines đã rút ra khỏi ICC từ ngày 17 tháng 3 năm 2019. Tổng thống Duterte cũng không cho các điều tra viên ICC nhập cảnh Philippines để điều tra. Ngoài ra, cũng có thể do các cáo buộc tham nhũng được đưa ra chống lại ông và gia đình ông khi Tổng thống Duterte rời nhiệm sở vào năm 2022. Do đó, có nhiều lời đồn rằng ông Duterte có thể sẽ cố gắng đảm bảo quyền lực bằng cách ủng hộ trợ lý thân tín và là thượng nghị sĩ Christopher Bongo tranh cử trước Tổng thống, còn bản thân mình tranh cử trước Phó Tổng thống. Có lẽ nhà lãnh đạo Philippines nghĩ rằng ông có thể trốn tránh trách nhiệm nếu trở thành Phó Tổng thống trong chính quyền tiếp theo. Vậy có bao nhiêu khả năng ông Duterte sẽ trúng cử? nếu ra tranh cử chức vụ phó tổng thống. Để trở thành phó tổng thống, ông Duterte cần quan tâm đến cơ sở pháp lý cho kế hoạch này. Trước tiên, ông nên thuyết phục công chúng bỏ phiếu rằng ông xứng đáng được bầu lại, ngay cả khi ông không thực hiện được lời hứa chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2016. Gần đây, ông thừa nhận ông không để lại thành quả gì lớn trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, nhưng tự tin rằng các cử tri vẫn sẽ chọn ông để trở thành quan chức cao thứ hai của đất nước. Về phía đảng cầm quyền của ông Duterte, trong tuyên bố mới đây, Đảng dân chủ quyền lực của nhân dân, cầm quyền ở Philippines đã thông qua nghị quyết kêu gọi tổng thống Rodrigo Duterte ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Tổng thống Duterte hiện là chủ tịch của Đảng cầm quyền. Bản thân ông Duterte vắng mặt trong cuộc họp của hội đồng quốc gia của đảng tại thành phố Cebu do lịch trình công tác nguyên thủ dày đặc quá bận rộn. Người điều hành cuộc họp là phó chủ tịch của đảng phụ trách quan hệ đối ngoại, Raul Lamino, thông báo với cử tọa rằng đã nhận được một số thư kiến nghị tới các cơ quan chính quyền địa phương khác nhau cũng như của một số quan chức thậm chí không phải là thành viên của đảng tất cả đều khăng khăng muốn rằng tổng thống duterte đồng thời là chủ tịch của đảng sẽ ra tranh cử trước phó tổng thống trong cuộc bầu cử toàn dân kế tiếp đây là cương vị lãnh đạo có tầm quan trọng thứ nhì ở philippines ngoài ra các thành viên cùng đảng đề nghị ông duterte ứng cử cho chức vụ tổng thống trong nhiệm kỳ mới trong trường hợp không tranh cử hoặc không ứng cử chức vụ phó tổng thống ông duterte vẫn có thể được bảo vệ trước những cáo buộc điều tra nếu một trường hợp nữa xảy ra khi con gái ông trúng của Tổng thống, điều này không phải là không có cơ sở. Khi bà Sara Duterte Capio, thị trưởng thành phố Davao, Philippines, đang là ứng cử viên sáng giá thay thế người trai đương kim Tổng thống của mình. Bà Sara Duterte Capio, 43 tuổi, là con gái thứ hai của ông Duterte, đã đứng đầu cuộc thăm dò dư luận mới nhất về các ứng cử viên Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử vào năm 2022. Theo đó, cuộc khảo sát trên được tổ chức bởi công ty nghiên cứu Bonsi Asia, thực hiện từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 vừa qua cho thấy 27% trong số 2.400 người được hỏi trả lời sẽ bỏ phiếu cho bà Sara Duterte Capio. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong số 14 ứng cử viên được đưa ra trong cuộc khảo sát. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp con gái tổng thống Duterte đứng đầu cuộc khảo sát của Ponce Asia về các nhà lãnh đạo tiềm năng. Bà Sara Duterte Capio đang kế nhiệm cha trong vị trí thị trưởng Davao, nơi gia đình bà liên tục nắm quyền lãnh đạo trong hàng chục năm qua. Thậm chí từ năm 2010 đến năm 2013, cha con ông Duterte từng đổi ghế khi bà Sara Duterte Capio làm thị trưởng, còn ông Duterte làm phó thị trưởng. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm sau, bà Sara Duterte Capio sẽ trở thành nữ tổng thống thứ ba của Philippines và là nữ tổng thống thứ hai của Philippines có cha từng làm tổng thống nước này. Trước đó, bà Gloria Macapagal-Arroyo, con gái của cố tổng thống Diosdado Macapagal, từng giữ vị trí tổng thống Philippines từ năm 2001 đến năm 2010. Theo hiến pháp của Philippines, một người đã cử tổng thống thì sau khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm sẽ không được tái cử. Trường hợp của bà Arozo làm tổng thống từ năm 2001 đến năm 2010 là vì năm 2001 bà được phía tư pháp chỉ định làm tổng thống sau khi chính biến khiến tổng thống Joseph Anchada bị xét xử vì tội tham nhũng chứ không phải đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống nên sau đó vẫn được tranh cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Có thể thấy đây là giai đoạn quan trọng đối với ông Duterte khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới. Chỉ còn chưa đầy một năm đương nhiệm, cũng là thời gian ông Duterte đưa ra quyết định sẽ làm gì sau khi kết thúc nhiệm kỳ để tránh gặp phải những rắc rối có thể xảy ra. Trong một phát biểu mới đây, ông Duterte từng tuyên bố công khai rằng không muốn con gái của mình tham gia ứng cử tổng thống Philippines năm 2022. Như vậy, rất có thể ông sẽ tham gia ứng cử cho vị trí phó tổng thống. Mặc dù vậy, số phận cuối cùng của bà Orozo và ông Estrada là điều mà ông Lutete nên tham khảo. Ông Echada đã giành được hai nhiệm kỳ thị trưởng Malena nhưng đã thất bại khi tranh cử ở nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2019. Bà Arozo được bầu vào quốc hội nhưng điều đó không ngăn được chính phủ của cố tổng thống Aquino Ba bỏ tù bà sau khi bị buộc tội tham nhũng. Xem ra kịch hai trên chính trường Philippines sắp diễn ra. Kết quả sẽ sáng tỏ sau gần một năm nữa. Các bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến bình luận nhé. Video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại